Rồi. Hello cả nhà, hôm nay là ngày lễ và là cũng là ngày sinh nhật của mình nha. Hôm nay mọi người sẽ nướng barbecue để ăn mừng sinh nhật và ăn ngày lễ nước Úc nữa nha. Bây giờ mình sẽ nướng than. Đốt than rồi mình sẽ nướng nướng để ăn barbecue. Đi đây, ăn barbecue. Johnson đốt lửa than, giỏi quá. Gà chia giỏi không? Quạt đầy quá. Rồi. Ủa, thấy con gì nó bò vô quá. Vậy hả? Bò ra bò. Tắt đi con. Cười nha. Cảnh sát rồi tới. Đúng quá, cảnh sát rồi tới. Để cho nó ướt luôn mới được quá. Cho nó ướt luôn nè. Hết rồi á. Chút cái thịt kia không? Nướng gì? Có chảy mỡ được không? Sườn. Chảy mỡ được không? Dở lên đây em cho nó. Chiu 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 chiu. À nó chi ta rồi. Khét. Không, ngay chỗ chính giữa, ngay chỗ trái này thôi. Rồi, được rồi. Trời ơi, khát nghẹt luôn. Gắp mình đi, để một chút tôi lội. Thì mày gắp đi. Cái gì đâu? Vậy đâu rồi? Xóa xịt chín rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ gắp ra. Bây giờ xóa xịt. Chúng này con. Wow, xóa xịt vàng hực luôn nè, đó, quay vô đây nè. Để đi, nó cháy rồi, nó khét nè. Đúng rồi, đúng rồi. Gắp vô. Trời ơi, vậy đã như vậy làm sao chỉnh sửa.
Quay gì em đây à? Đi quay lạnh quá à. Hả? Quay không có nói, không nghe nói gì trơn vậy. Nó ơi quay bà nội ngoại đang muốn bắn gì. Mà mắm cầm gì á? Ở một phố phô với mập luôn hả? Đúng rồi vậy. Đưa vô ngay bánh khác. Cả nhà vô dùng tiệc với mình nha. Hôm nay ngày lễ Quốc Khánh là sinh nhật lên rồi, nên mời vô. Mời bà có sinh nhật ai nha. Có bữa nay mình có xúc xịt ghẹ, sườn nướng, tôm luộc, như dĩ rau sống. Ok, mời cả nhà. Rồi mẹ ơi, mẹ ăn đi. Rồi, xin mời, 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 mời cả nhà. Rồi đây, có con nội. Con tiền cho đây á, để con chụp hông con bấm kìa. Tao bảo là con thấy sợ nhất. Sorry. Trời ơi. Hai che em không thấy trâu. Nó có nè. Có chưa? Có cắn nè. Thấy trâu chưa? Chưa. Đúng là ba luôn. Đúng hả? Thấy hai hết luôn à. Trời ơi, thấy hai hết luôn rồi. Cắn nữa. Nó nói con ai ngồi đó che nó không có thấy nó. Thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Thiệt là tình luôn. Có hai ngồi vậy đâu có thấy con hai đâu. Được rồi, được rồi. Nói quăng nói lại là được rồi. Ăn đi. Ở ấy cái dĩa bánh hỏi qua đây một cái nữa mới đói. Đây đây đây, qua đây để em lấy, để em lấy, để em lấy cái dĩa. Xếp qua đây cho mẹ với ba. Cái này với con mẹ để đây nhúng đi nha. Đó cho nó rộng nè. Đó. Không có chỗ để. Con mẹ để đây nhúng nè. Cho đây để dĩa bánh hỏi đây nè. Để dĩa bánh hỏi đây. Vâng ơi. Của vợ nó không có cái nồi không, dạ, không sao nó cũng lấy ra là nó rớt hết rồi mà đi đó thảm cái gì quá này anh là có nhắn không có chứ mà. Không sao ăn không ăn lúc nào là nó rớt ra hết nè nè ngoại nè anh đá để đây để bánh hỏi gì vậy phải ăn với đây ăn nào được chưa cho sần để đây ăn đi ba nè của con nè để lại đi. Ủa con phải ăn cái này vô nữa. Cái này cuốn như vậy. Cuốn ăn. Sườn đó. Với tôm. 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 Cái này lột cho con này. Sườn đó. Lột cho ba với. Đây cũng lột cho. Đây nè cái khớp này này. Bỏ đại ra đây đi hả? Chồng đỡ mẹ cái xúc xích của đứa nào cắn đi nè. Kẹt mẹ nó biết như nó buồn hết. Cái gì nó cắn cho con. Cái gì cà nó thấy không? Trên sành đứng là không có thấy ông nội rồi. Trên sành đứng là không thấy bà nội kìa. Chúng ăn no không cho dùng. Chúng ăn no rồi nó bỏ nó chạy đó. Này nãy em quên em dứt cái ruột nó ra luôn ha. Để quên. Không không. Có. Có mà chưa thôi. Có đặng á mà chưa đem lại. Trơn, đừng đụng ngã con. Trơn, con lấy cho mẹ cái chén nha Trơn. Nó đem lại. Có chén nhỏ. Cái chén nhỏ, small. Đúng rồi, small là để ăn sườn. Ở đây biết sườn nữa vậy. Tại đây biết sườn nữa. Kiss me. Đó, thấy chưa. Đi đâu trên sàn không có vậy. Kéo đi là đang ngồi nè. Ăn chiều nha. Quần có đơn được quần. Quần có cho chụp quần hả? Kéo quần lên. Tại chưa ăn đó nên mới chụp quần á. Ăn món ăn à, không ăn không đã. Nãy ăn bên đây ít thịt, bên đây ăn không. Còn thịt còn cái đống người thì ăn ít. Nó ăn bữa ăn không. Ướt hả? Trên sàn không nhúng cho nó đi bà. Bà xà con. Rồi thịt ướt con quá mẹ. Dạ. Ăn đi. Ăn đi. Ngon. Vừa ăn. Rất là ngon. Con cuốn con bánh hỏi rồi phải không? Thịt nướng nha, không khô ra. Vừa ngon. Ngon.
vậy phải không? Ừ. Bỏ gì cho tao nắm. Con không bỏ gì? Không bỏ gì hả mẹ ơi? Dạ hả? Ừ. Bỏ xương vô, nãy cầm cục xương thấy quay lắm mà. Làm sao đó mà. Quay phim thôi. Trời ơi, quay phim cầm cục xương, có quay phim chú không? Ờ, nghe cầm cục xương thấy hết hồn ra mừng nha. Ăn hết cục xương nha. Trên tình ăn không mà cúng cho. Má muốn đợi em nói mẹ. Thôi con ngồi đợi đi, lát con đi tới giờ. Tên là tao. Mẹ nữa, ba lần. Con nè, chơi của hai gửi cho ba. Con không ăn thịt chị trên à? Tôm này ở đây nhiêu ký chị? Tùy lúc giảm giá, lúc nguyên giá, đâu có biết được. Như bình quân thì phải 26 đồng. Ừ, đúng rồi. Dạ. Bình quân nó ngập, nó không theo qua. Là 26 đồng. Không có. Mấy đồng ba tôm này bự lắm bà. Mấy đồng không theo lắm. Nó bình quân phải 25, 26 đồng rồi. Trả ra bên Việt Nam là được cái 100 nó 16. Nó 350. Hả? 320 không 378. Mất tôi bán nguyên ký mà hả? Lần thì bán nguyên ký. Ghệ bỏ con ghệ cho ba bát cái ăn đi nhỉ. Tập mấy hồi. Lấy ăn đi. Không, nghĩa nó hỏi. 30. Đây là 32 con. 32 con trăm. Đó. Con thích con đàn. Bán con nữa mẹ. Không á. Cần ký. Ký. Nãy giờ đi. Không gấp cạp. Nãy giờ làm mất cạp chứ không gấp cạp. Bây giờ mình đang cạp nó mất ra. Chưa. Rồi đi chơi đi cho ông nội ăn. Rồi ông kêu bỏ rồi á. Có cái cục đá vậy đó mọi. Dạ. Đó vậy đó. Lên con. Chỗ này nhiều rùi lắm á hai anh, hai đó làm sao vậy ta? Rùi như âm luôn á. Rùi mà nắng. Dạ, rùi như âm vậy đó. Rùi mà nắng. Nó một bả hết. Để lòng nội đi rồi kìa. Đi rồi đó. À, gì con? Má, cái này để sáng sữa. You wanna take care of this? Cho nó làm cho con kìa. Đi ông để ông dẫn đi kìa. Ở sofa. Hết how long rồi? Hết for how long? Okay. Hello, it took me to get there. Hello, hello. 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 Mệt rồi, không có gì chở, nó có gì đá không rồi đi về. Rồi phải đi chèo lên gừng nữa. Chèo lên gừng. Cũng có suối nữa. Cũng có suối nữa. Mà lên đỉnh rồi không mà lo. Nhưng mà đi mùa mưa thì còn có nước chảy. Không có chỗ ngồi ăn đâu nha. Dạ. Không có cái quạt ngồi ăn đâu, có cái bàn ngồi chút xíu à. Tại vì rùi quá mẹ, ta đâu có để đâu ăn đâu mẹ. Ăn hết. Ăn đó. Đang đợi bác nội. Rồi với cú được chứ. Cú hỏi nhiều nè. Dạ. Con đang nè. Đang với bác. Bỏ cú là được chờ là. Được kể cái nước rồi không kể. Bông. Có nước chưa hả? Ừ. Chưa có chưa? Chưa có chưa? Chưa có chưa? Một cuốn 30 giây. Không, chắc con giống đi. Chưa có còn cứng hết à. Con mà mới làm nước à. Mày làm nước à. Mày làm nước à. Mày làm nước à. Mày làm nước không có lại á, uống giờ nghe nó nghe hết không nghe, uống rồi á. Má nặng quá. Tao bữa rồi. Con nó ôm lên đó. Cắn đứt dây nè. Không có mở ôm theo hoàng hoa tâm đi nè. Giờ cắn đứt dây cũng cần. Nó ôm nè. Mấy món này nảy quái, chập xương. Nãy giờ hơi dở, không có ăn được. Chưa, chưa, chưa. Ăn rồi, chứ ăn nãy giờ. Chập xương quái chưa? Mớt coi. Nó chín chưa? Kệ ơi! Ăn rồi, đúng không? Chị đổ ra thì còn đẩy nắp lại. Mà ăn đêm nè. Đổ coi. Nó không nổi rồi, nó nổi rồi đó.
Cái này mua về kho ăn cũng ngon không ba? Không, mà nướng mình kho ăn ngon lắm đó. Nướng là nướng như heo hoài còn ngon. Kho đó mà kho để có hộp á. Ăn ngon lắm á. Kinh lên. Kinh là đây kinh sạch nướng kinh kinh là kho. Con ăn tiệc đi xong rồi giờ đi mua. 8 giờ chưa tới phần lắm. Không có bông mà. Tú có bông ngươi đây có bông lại à. Bên Việt Nam giờ cho đốt pháp lắm hả? Thấy Việt Nam mua một hộp đó có bông á, mấy trăm ngàn một hộp á, thì có bị trên khó rồi chứ, tí đó nó sao nó bán đó, sao nó bán hả? Chở cái thằng đó chuyên về cung cấp có bông để chắc chưa, mày chắc chưa, nó được mày chắc chưa? Để coi chừng người ta phạt, người ta đang cấm pháo rồi mày bán nha, không có giấy tờ được rồi. Vô kia đi ạ. Vô dĩa ra nè. Đi dĩa ra nè. Có thịt nướng cũng làm gì đó. Có ăn đâu mà. Nước á. Được. Ca hay của mẹ. Ai biết. Chắc mẹ chửi rồi. Đó. Không biết. Hậu của mẹ. Nãy giờ để nó đinh để cha mẹ đó. Mẹ không xứng. Mà lấy cho đi. Ủa ca sao mấy nước nữa cho bà ngoại vậy ca? Đi không? Đi không? Dạ không. Nãy giờ nó ghi cái tên. Ghi tên hết. Không để đâu rồi. Nó tính hết trơn. Của bà ngoại đâu? Lấy của bà ngoại rồi. Lấy này của bà ngoại không? Nó chữ nào của bà ngoại không? Bà ngoại đâu. Bà ngoại đi. Bà ngoại đi. Bà ngoại mà. Kìa, để đi. Thấy không? Đó, bà đi chùa bà đây. Bà đúng không? Ấp xôi đem bà. Thấy chú cho bà uống đi con. Dạ. Thấy chú cho bà uống đi. Đi đó. Ở đi đó không? Cái nào ngoại đâu? Phải cái đó chưa ghi. Đây nè, con bên đây nè. Đây nè. Đây, tôi có bà đâu. No. Cho xài nó lấy nó chơi, nó dột rồi chứ đâu hết trơn. Nó ghi mà. Nó có ghi chỗ ngoại. Chứ đó, bữa nãy đi cho ngoại con. Đúng rồi, nó đi dội đó. Ừ. Mà nó cái kia nó chơi là chắc nó dùng. Hai bác đâu? Này hả? Cũng đông đá hả? Dạ, đông đá cả đây hát đồn đông bán. Tôi kiếm được tươi số. Cà cát đầy cho con. No candle. No candle. No candle. Whoa. This cái này. Cái gì vậy? Đánh bài mà. Đánh bài mà. Có gì nữa? Có thằng hát đó. Cái này chỉ có 3 tờ nghĩa thôi. Cái đầu là bự thôi. Vậy nè. Đặt tay nha. Đặt tay với chúng nha. Ok. Ủa tay đâu rồi? Mới thấy tay lúc đây rồi. Nó không luôn à. Để chị cả. Để đi đi chị cả. Mày cho lấy cái nhỏ này coi. Cái đó bự quá à. Cái nhỏ. Cái này cũng bự quá nè. Làm cho ăn. Ừ. Để lại, tiếp bớt lại. Bí 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 bí. Cái này là bớt tôi nào ăn chén thì chắc vậy. Mặn thì giống nồng thì quá, nó nấu thành nó có. Cái sữa nó không có sôi đó hai, em để nó tan. Cái sữa bên này nó không có ngọt bằng cái sữa đằng đắng à. Vậy hả? Vậy là lại không có whipping nhiều. Không có whipping nhiều. Cái nồi.
Thì ở đây là sinh nhật là phải đậu vậy đó. Ở đây sinh nhật là phải đậu. Đậu cho ăn thôi. Ăn thôi lắm. Đó, vô đi. Nha nha. Ê, con nha. Đó là tránh thờ. Ba ba. Ủa? Miu. Ăn được. Chết gà. Đó phải đi. Ừ, nó đã nói em. Không biết chơi à. Nè, cắt đi cho em, cho em nó ăn mỏi. Nó ăn rau câu à. Mỏi. Chị đã đi, bánh đi rồi, con ăn rau câu. À, hai đứa cắt đi. Tiếng Kiều. Cần quá, mới chết. Nè, qua cắt bánh cho ba nè. Cắt đi. Ok. Ok. Ngồi lẹ đi, cắt cho ba. Chị cắt bánh này. Lúc con cắt bánh này. Con cắt bánh này, ok. Rồi qua hai lấy con dao khác. Happy birthday, Tati. Trời ơi, có nói gì đâu mà. Còn mẹ ơi, trời ơi, lên không? Sụt rút à. Con phải khứa mạnh sướng, khứa, đúng rồi. Bánh để không chùm lạnh nó đâu quá. Rồi mời đi cây, lên chị chà. Hả? Đi bác đi cây. Chắc hôm nay là căng cầu. Đến cái gì vậy thầy ơi? Dĩa cái gì vậy luôn. Cái gì vậy con? Chờ lấy dĩa nữa đi. Đây. Có dĩa ngủ không thấy? Cho cầm luôn. Nè. Ừ, con cầm luôn đi. Đưa cho bà ngoại đi. Đây. Đưa cho ông nội cho bà ngoại. Đây nè. Cắt cho ông nội nè. Ít thôi con, ít thôi con, ít thôi con. Bánh này. Con coi cái bánh bên này dưới nè. Nè bà. Ở đây hả? Bàn đi, bàn đi. Đâu đây, cưới đi. Bà ngoại có tí xíu à. Bà ngoại ăn thử. Bà nội cho. Bánh khô. Bánh khô hay bánh khô màu vàng? Bánh khô màu vàng hả? Đưa mẹ đi. Đưa mẹ đi. Bánh khô màu vàng. Dạ đúng rồi. Cái lô với con á. Ừ. Bánh khô giá lô á. Hả? Mì giá lô. Khứa. Bánh khô ăn nhiều, bánh khô ăn nhiều. Bánh khô nhiều lắm. Ừ, thôi nó cũng người ta đúng rồi. Chị làm ít qua lắm rồi đó. Rồi. Nay của con kìa, không trẻ này đó. Nay của con kìa. Rồi, trẻ nè. Trẻ nè. Trẻ nè. Nay của con kìa. Ông không đi cho. Đúng rồi. Bánh đề của ai mà trẻ một trẻ không kéo luôn. Con đừng kể vậy, còn một chút nữa cháu. Hai đứa sẽ bị tùm lưng luôn. Hai thêm nữa hả? Thôi xong đủ rồi. Con muốn cắt ăn đâu chỗ nào con lấy. Thôi con ăn mấy cái chữ thôi, cái này dễ nè. Con có ăn không? Con ăn, con lấy thờ thôi. Đâu có cắt gì được. Rồi, con lấy lại lấy muỗng đi. Rồi đây. Rồi xong con lại lấy muỗng đi con. Rồi để hai xuống, để hai xuống. Rồi go get the spoon. Get the spoon ơi, ăn hả? Get the le là. Tự cắt đã rồi get the le là. Cho. Ừ. Cà đi con. Còn riêng của con kẹo ăn đi. Nay cà thấy cái bụng mà biết hả? Con nướng sao? Con nó uống mấy cuốn, con uống mấy cuốn. Uống cu ca. Tha mén đi ro ro. Này cuốn mà. Không, mấy cuốn, còn mấy cuốn. Này cuốn. Uống cuốn luôn. Nhiều là nó nhúng hai ba lần á. Đốn cuốn á. Ở đây. Cái kiểu yên lắm rồi. Rồi. Hôm qua đi chơi về hả con chó. Biết là con nào không muốn quần hai đám mẹ mẹ chặt luôn. Ở trên cao rồi mà nó cũng leo lên á. Rồi đậu bắt thì nó vô nó quần chậm luôn. Bánh nó mình chết rồi. Mẹ nó bắp này ăn mà. Bắp đi. Nha, để bánh rồi cho ông nội. Ừ. Thử đâu. Dồn lại cá lượng nha. Cái bắp này là anh tăng dồn cái thao lượng luôn ta. Ừ. Tại giấm đi. Tăng với kè hả? Nó giấm đi. Giấm đi. Đổ vào cái bắp. Còn hai cái bắp đó, bắp có hậu á. Con thấy bắp ngon à. Bắp để cho anh Thịnh nó ăn. Hơi cứng không? Ừ. Lỡ rồi.
không bị nặng quá, cái gì cả cũng bị dễ quá. Chứ nó thấy cái non hả? Không, nó không thích bắp này đâu. Hết chứ. Bắp vàng nó ăn. Dạ. Tại có nào nó ăn. Mấy lần đi nấu bắp. Quá non. Thì còn non lắm mà. Hơi non, chắc 2 tuần nữa được nha. Được. Cái chè này không ngọt không hả? Nghe không vô hả? Không phải ngọt. Không chưa ngọt. Thế là không béo. Đúng rồi, chỗ kia là béo, chỗ này không béo. Không có này đâu. Có chậm, lấy bấm trên. Mở rồi. Mở rồi. Chẳng như tôi lên thờ mơ kìa. Không biết thế mà không có đây. Nóng dữ vậy. Cái này em không không biết kia. Cái kia đâu nó có bị đóng dữ vậy không? Úp đây. Thế giờ em mua cái này em nấu không mà sao giờ kỳ không biết. Đó là bà mua cái loại cương kìa. Em biết mà. Sweep. Cái chai màu trắng mà thường em kêu chị mua đó hả? Sweep bean đó hả? Sweep bean đó em mua cái đó chứ nào. Rồi, y chang ăn bơ rồi. Ngon ha. Rồi đóng nguyên cái thằng chén. Nè, có muỗng hả? Rồi muỗng bỏ nước đá nó đâu có ấy vậy. Cái này thử rồi. Ăn giống bị dốc đầu rồi. Ý là em không có để nó thôi nha. Em có bự nhân thiếu luôn á. Để đi đi kia nhảy. Rồi em ngáp ra. Để đi đi kia. Jesse the Queen. Nào hỏi bánh nè. Nữ nè. Cái gì bánh không ra. Biết rồi. Anh bự mày chết sớt phạm rồi ba à. Bớt rồi bớt chút xíu vậy ca. Bắt cơ cây cho ông ca ấy. Chính chủ của lại. Happy birthday đậu nhiều. Mắt giống tâm tạng nha không. Ừ tâm tạng ha. Nó rụng lo bà chị làm tới Mỹ à? Ừ, tới Mỹ à? 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 Ba Mỹ à? Tới Mỹ à? Tới Mỹ à? Chính nhiều cái lễ ngọc nè. Thì đang ăn con làm cái gì á? Chàng cái gì vậy? Nó ăn cái gì? Mẹ ơi, ăn con đi dành mẹ ơi anh nha. Dạ. Đâu miếng thôi cắt miếng thôi nha. Để dành ngày mơ ăn, bây giờ ăn hết lần mơ không có ăn á. Mà black và mà cà phê đó. Có sữa không? Sữa ông họ. Ủa sao black mà da không cần thích mà da đồ. Không thích thì bỏ ra. Không thích mà da không thích. Nhìn cái mặt của bồ đồ nhìn nó phân tình. Không thích thì bỏ ra con. Nó là còn không? Da đồ mới ngon. Bắp của tớ ăn miệng bắp giống tích chặt ta. Bỏ đi. Con này đang rửa tay chứ để dính á. Ba ăn bà có chứ. Ba mai ăn bà có chứ. Bà bye bye cả nhà. Bà cả nhà. Bye bye. Bà cả nhà. Bà cả nhà. Bye bye. Everybody. Bye bye. Good. Good.